Hello, bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021. Gần hết năm 2021 rồi quý vị ơi, xin kính chúc tất cả quý vị chúng ta chuẩn bị chào đón một năm mới thật là nhiều niềm vui và luôn gặp những điều may mắn nhất. Sáng nay thì đang chuẩn bị để mà quay cho cái buổi hôm nay thì đang chuẩn bị máy móc đèn đuốc ra thì tắt đèn, cúp điện. Atlanta bị cúp điện. Vậy hiện tại giờ Lộc đang xài một cái đèn của đèn nó xài pin và xung quanh là những cái đèn cầy tạo cho cái không khí. Ở ngoài thì mưa tầm tã và gió thổi mạnh cho nên bị cúp điện đó quý vị. Ngày hôm nay thì nó có nhiều cái chuyện nó lạ lùng lắm. Ngày hôm qua quý vị thấy cái video của Loan Lộc post lên thì tựa đề là lúc đầu tiên thì mình để ngẫu nhiên một cái tựa rồi sau đó thì Lộc thường là Lộc mới đổi. Nhưng mà đổi thì vô trong thì nó nhảy ra ngoài thì nó cứ nhảy lại cũ và đổi thì nó cứ nhảy lại cái cũ. Không biết cái chuyện gì mà nó lạ lùng đến mức như vậy đó quý vị. Orange County đã mở nhà tạm trú cho người vô gia cư tại kho đạn dược ở Santa Ana. Giật đồ ở Fountain Valley rồi bỏ chạy, hai thanh niên đã bị bắt ở Long Beach. Quy định mới vào năm 2022, tiệm ăn ở California chỉ đưa dao đĩa nhựa khi khách hỏi. Mức lương tối thiểu của California sẽ tăng vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tiệm nail người Việt ở Boston đã bị đụng rồi bỏ chạy. Bác sĩ Anthony Fauci đã nói, quá trễ để ông Trump lên tiếng ủng hộ thuốc chích ngừa. FDA nói rằng xét nghiệm nhanh không chính xác đối với biến thể mới. Austin Russell, tỷ phú 26 tuổi đã thách thức Elon Musk. Mỹ chỉ định đặt phái viên đấu tranh vì quyền phụ nữ ở Afghanistan. WHO nhắc nhở các nước cẩn trọng việc giảm thời gian cách ly. Người mẫu chuyển giới đầu tiên của thế giới, April Ashley, qua đời ở tuổi 86. Tin Việt Nam, phía Thủy Tiên lên tiếng về ồn ào từ thiện. Vậy là ngân hàng không hề có 320 tỷ như giấc mơ. Thưa quý vị, tin đầu tiên của ngày hôm nay, Orange County đã mở nhà tạm trú cho người vô gia cư tại kho đạn dược ở Santa Ana. Orange County vừa công bố mở kho đạn dược của vệ binh quốc gia làm nhà tạm trú cho người vô gia cư ở cho đến ngày 31 tháng 3 của năm 2022. Theo thông cáo của Orange County thì nơi này địa chỉ là ở đường Warner, Santa Ana sẽ được biến thành nhà tạm trú cho người vô gia cư trong mùa lạnh. Nơi đây có tổng cộng là 80 giường và những người vô gia cư sẽ nhận được một bữa ăn mỗi ngày và có chỗ tắm rửa. Nhà tạm trú sẽ làm việc theo quy định phòng chống dịch như là cho nhân viên đeo khẩu trang và yêu cầu người vô gia cư phải đeo khẩu trang khi vào bên trong nhà. Và nhân viên còn phải theo dõi những cái triệu chứng xem người vô gia cư có bị nhiễm bệnh hay là không và làm việc theo quy định giãn cách xã hội. Không chỉ vậy thì nhà tạm trú còn có chương trình xét nghiệm và chích ngừa cho những người vô gia cư ngủ tại đây. Nhà tạm trú tại kho đạn dược ở Santa Ana sẽ mở cửa từ 5 giờ chiều tới 7 giờ sáng, từ thứ hai cho đến thứ sáu và có xe bus chở người vô gia cư tại 3 địa điểm. Tuy nhiên những ai mà muốn vào được cái ngôi nhà này thì phải gọi được qua số điện thoại dưới đây nè quý vị, 626-442-4357 và để biết thêm thông tin về các nhà tạm trú của Orange County trong cái mùa lạnh lẽo này. Mùa lạnh lẽo nhưng mà Orange County đã làm cho ấm áp hơn cho những người vô gia cư như quý vị. Coi như là ở tạm thời trong mùa đông thôi cho đến tháng 3 là hết nha quý vị. Thì quý vị nào biết có những người mà vô gia cư ở xung quanh của mình, đôi khi mình cũng có nói chuyện với những người đó. Thì nếu như hỏi họ cần đó thì mình giúp họ, mình gọi cái số điện thoại này để họ được vào tạm trú ở ngôi nhà này nha quý vị. Tới tháng 3 là cũng đã ấm áp lại rồi, thì cũng đã quá mừng ha. Tại vì tối cho tới sáng là mình được coi như ngủ được nguyên một giấc rất là ngon luôn đó. Thì sáng thì mình đi làm xong quay về ngủ. Giật đồ ở Fountain Valley rồi bỏ chạy, hai thanh niên đã bị bắt ở Long Beach. Sở cảnh sát Fountain Valley đã thông báo đã bắt được hai nghi can của một vụ giật đồ xảy ra trước đó một tuần lễ. Thì vụ giật đồ này xảy ra lúc 3 giờ chiều của ngày thứ Tư, ngày 22 tháng 12, tại khu thương mại gần với ngã tư đường Brookhurst và đường Talbert. Nơi đây cũng là địa điểm mà tập trung người Việt Nam mình rất là nhiều đó quý vị. Thì đối diện với lại Bệnh viện Memorial Care Orange Coast Medical Center, hai nghi can đã bị nghi ngờ là có sử dụng vũ khí và đe dọa một nạn nhân và lấy đồng hồ đắt tiền của người đó. Và cũng trong ngày này, thì hai nghi can này đã
bị chặn bởi vì cũng đã bị bắt ở Long Beach vì cái tội giật đồ thêm một người khác nữa đó quý vị. Wow, bây giờ là lộng hành quá ha quý vị ha. Mình thấy sao giờ thời buổi sao nguy hiểm quá. Họ đã biết được cái người đó đeo cái đồng hồ đắt giá, họ mới lại họ mới giật, và họ giống như là họ cưỡng đoạt, nó giống như vậy đó. Trong cái thời điểm đang khó khăn thì chúng ta hạn chế đeo đồ, xài bớt mất tiền. Mình hạn chế nha quý vị, mình ráng mình nhắc nhở nhau để mà mình tạm trong thời gian này. Tại vì Hồng Loan không sao, lên tiếp, lên lại. Hên quá, tưởng nó tắt luôn là khỏi làm luôn á Lộc. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra vui dễ sợ luôn đó. Có cần kể cho quý vị nghe cái chuyện gì xảy ra ở ngôi nhà này không? Sorry quý vị, tự nhiên cái nó bị... Hồng Loan nhắc lại là chúng ta khi mà xài những cái bóp mắc tiền hoặc là đeo hộp xoàn, đeo đồng hồ đắt tiền, những cái đồ đắt tiền mà trước nay chúng ta hay thường đeo đó, thì bây giờ mình hạn chế, mình nhắc nhở nhau nha quý vị. Thì trong thời gian này Hồng Loan thấy bởi vì dịch bệnh rồi có nhiều việc xảy ra rất là khó khăn, cho nên chúng ta cố gắng trong khoảng thời gian này nha quý vị nha. Quy định mới vào năm 2022, tiệm ăn ở California chỉ đưa dao đĩa nhựa khi khách hỏi. Một luật mới đáng chú ý ở California trong năm 2022 là các tiệm ăn chỉ được đưa các túi nước sốt và dao đĩa nhựa cho khách khi họ xin. Theo đài KTOA, tiểu bang đang mở rộng luật các tiệm ăn chỉ được đưa ống hút nhựa cho khách khi mà họ xin. Bây giờ là đến dao đĩa nhựa cũng như là những cái túi mà có chứa những cái nước sốt khi chúng ta dùng đó quý vị. Qua luật mới này thì các tiệm ăn hay nhà hàng phải hỏi khách có muốn các túi nước sốt như là ketchup và mù tạt hay không, cũng như là họ có cần dao hay là nĩa nhựa hay không. Các tiệm ăn còn phải thay đổi cách gọi thức ăn qua các dịch vụ trung gian như DoorDash và Postmates. Khi mà gọi các thức ăn qua dịch vụ đó, thực khách có thể lựa chọn muốn lấy dao nĩa nhựa và các túi nước sốt dùng một lần hay là không. Đạo luật này là do dân biểu Wendy Carrillo giới thiệu, bà đại diện cho những khu vực phía đông và đông bắc của Los Angeles, trong đó có Echo Park, Chinatown, Angle Rock. Quốc hội California cho biết là mục đích của luật mới này để giảm thiểu rác thải và giúp cho tiểu bang trở thành nơi đứng đầu Hoa Kỳ trong việc tái chế đó quý vị. Chính quyền địa phương của các quận hạt ở California có đến ngày 1 tháng 6 năm 2022 để lập ra những cơ quan thi hành luật tái chế liên quan đến dao nĩa mới này. Mình thấy cái này cũng đúng, khi mà mình mua hay đồ lúc trước đó nha, không phải là lúc thời gian này, thì khi mình mua thì người ta hay gói xong rồi người ta bỏ dao nhựa đĩa nhựa vào trong một cái phát sẵn luôn cho mình, và họ bỏ đại ketchup hay là cái gì đó vô cho cái bao mình, không cần mình hỏi. Nhưng bây giờ thì khách hỏi yêu cầu thì họ mới đưa, còn không là không có đưa. Nhưng mà theo cái luật của nhà hàng hay là những cái tiệm ăn thì họ phải hỏi khách có cần đúng không rồi. Chứ nhiều khi mà nói là đợi khách hỏi mới đưa, nhiều khi mình không nhớ. Đúng. Cái gì em? Ở đây kiếm cái khác. Thì người nhân viên phải hỏi người khách hàng coi có cần hay là không. Chứ nhiều khi mình cũng không có nhớ không mà nhớ. Mình hỏi đâu. Nhất là nhiều khi mình ở ngoài mà mình không có dao muỗng nĩa gì hết trơn á, mà mình quên mình không hỏi. Mình cứ tưởng giống như từ trước giờ hễ mà mình có mua đồ ăn là họ tự bỏ vào cho mình. Thì điều này cũng tốt quý vị. Mà một mặt là làm cho sạch sẽ môi trường, và một mặt cũng tiết kiệm. Đôi khi có những thứ mà mình mua mình thu go mình về nhà mình mới ăn, thì mình cũng không có sử dụng những cái muỗng dao nĩa, những cái khăn giấy đó, thì cũng tiết kiệm đỡ cho người chủ nhân của nhà hàng. Mức lương tối thiểu của California sẽ tăng vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mức lương tối thiểu của California sắp đạt một cột mốc quan trọng trong những ngày tới khi luật mới có hiệu lực vào năm 2022. Bắt đầu ngày 1 tháng 1, các doanh nghiệp có từ 26 nhân viên trở lên sẽ phải trả cho nhân viên của họ ít nhất $15 một giờ. Một con số mà những người ủng hộ quyền lao động như Fight for $15 đã tìm kiếm trong nhiều năm. Số tiền mới thể hiện mức tăng 1 đồng so với mức lương tối thiểu hiện tại. Trong khi đó, những người sử dụng lao động có từ 25 nhân viên trở xuống sẽ phải tăng lương lên ít nhất $14 một giờ trong năm mới, cũng nhiều hơn $1 so với quy định của luật hiện tại. Tuy nhiên vào năm 2023 cũng sẽ tăng lên $15 cho nhóm nhân viên này. Việc tăng là một phần của luật tiểu bang
đã tăng đều đặn mức lương tối thiểu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, khi đó chỉ có 10 đô la thôi quý vị. Và mức lương tối thiểu trên toàn tiểu bang California phải thuộc hàng cao nhất Mỹ và cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu của liên bang là 7 đồng 25 sen, một điều mà không thay đổi trong hơn một thập niên qua. Nhưng những thành phố ở tiểu bang Golden, chủ yếu là khu vực của vịnh San Francisco, đã đưa mức lương tối thiểu cao hơn phần còn lại của tiểu bang do các quy định của địa phương. Tại Nam California, Hội đồng thành phố West Hollywood gần đây đã thông qua một quy định sẽ đặt mức lương tối thiểu của thành phố ở mức là 17,64 đô la bắt đầu từ tháng 7 năm 2023. Con số này cao hơn mức cao nhất hiện nay của tiểu bang là 16,84 đô la ở thành phố Amarillo thuộc vùng vịnh, theo một phân tích của Pew Research. Amarillo sẽ nằm trong số 3 thành phố của California có mức lương tối thiểu trên 17 đồng một giờ vào năm tới. Hai thành phố ở thung lũng Silicon và Sunnyvale sẽ tăng lên 17,10 đô la bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Và mức lương tối thiểu hàng giờ sẽ tăng lên ít nhất là 16 đô la một giờ ở khoảng một chục thành phố khác nhau của California. Đó là theo dữ liệu của Trung tâm Lao động UC Berkeley tổng hợp đó quý vị. Mặc dù vậy, một số nhà hoạt động chống đói nghèo tin rằng mức lương tối thiểu nên cao hơn. Một sáng kiến bỏ phiếu được đệ trình trong tháng này cho văn phòng tổng biện lý tiểu bang nhằm tìm cách nâng mức lương tối thiểu lên 18 đô la mỗi giờ vào năm 2026 thông qua một loạt các đợt tăng dần bắt đầu từ năm 2023. Đạo luật mức lương đủ sống năm 2022 có thể được đưa ra cho cử tri trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới nếu nó nhận được đủ chữ ký và để đủ điều kiện cho lá phiếu. Tiệm nail người Việt ở Boston đã bị đụng rồi bỏ chạy. Cảnh sát Boston đang truy tìm người điều khiển chiếc xe Mercedes SUV màu đen sau khi người này liên quan đến một loạt những vụ va chạm xe vào ngày thứ hai, trong đó có một vụ tông vào tiệm nail ở Dorchester. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ hai tại Happy Nails trên đường Washington Street. Một phát ngôn nhân của cảnh sát nói rằng một chiếc Mercedes SUV đã đâm vào một chiếc xe hơi khác, và trong khi mà đang đứng để mà trao đổi thông tin với người tài xế kia thì tài xế chiếc Mercedes đã nhảy lên xe và bỏ chạy, nhưng chiếc xe lại đâm sầm vào tiệm Happy Nails. Một nhân chứng đã bắt đầu lấy điện thoại để mà ghi lại cảnh tượng này khi mà người lái xe lui ra khỏi tiệm nail. Ông ta tông vào một bức tường đá bên kia đường và phóng đi. Hiện trường nơi đây như là một mớ hỗn độn sau khi chiếc xe đó bỏ chạy, và tiệm nail có rất nhiều thiệt hại về điện, nước, bàn, ghế, đủ thứ hết. Chủ sở hữu của tiệm nail gốc Việt đã đánh giá thiệt hại vào ngày thứ ba nhưng mà đã từ chối bình luận với những bài báo. Brittany Morgan là người sở hữu tòa nhà cho biết, trong năm vừa qua thì đại dịch đã làm tê liệt các doanh nghiệp nhỏ. Bây giờ họ vấp phải sự việc như thế này nữa, thực sự là một năm khó khăn cho họ. Morgan hy vọng đoạn video sẽ giúp cảnh sát lần ra người lái xe. Bất kỳ ai nếu như mà có thông tin gì về chiếc xe và người đàn ông này thì xin hãy liên lạc với cảnh sát của Boston. Bên này mà cái tội mà đụng rồi bỏ chạy nó nặng lắm quý vị ơi, nó là mang tính là gọi là đại hình luôn rồi chứ không phải là tiểu hình, có nghĩa là cố ý mình bỏ chạy đó, giống như vậy. Còn nếu mà mình dừng lại thì chỉ là mình vô tình mình tai nạn thôi, thì cái đó do bảo hiểm họ lo cho mình, gì đâu cớ sao mà mình phải chạy. Thường là những cái vụ mà đụng chạy như vậy là họ không có mua bảo hiểm đó quý vị, thì họ sợ là họ phải bồi thường cái đó, bởi vì bảo hiểm không có cover cho những cái người mà bị họ đụng. Cái người này đụng mấy chiếc xe và đụng vào cái tiệm nail luôn chứ không phải là chỉ có một vụ. Xui ha. Tiệm nail mà cũng bị hết hành rinh. Thì nếu tiệm nail có bảo hiểm thì đỡ. Nhưng mà tiệm nail mà mua bảo hiểm mà cũng yếu quá thì cũng phải deductible rất là cao nữa quý vị. Là tiền, cái tiền mà mình phải trả trước để cho họ sửa chữa hết đó, là cái tiền deductible. Bác sĩ Anthony Fauci đã nói, quá trễ để ông Trump lên tiếng ủng hộ thuốc chích ngừa. Anthony Fauci là cố vấn y tế của Tòa Bạch Ốc đã nói rằng
Cựu Tổng thống Donald Trump từng bôi xấu những hình ảnh của thuốc chích ngừa trong thời gian dài trước khi công khai ủng hộ thuốc chích ngừa trong thời gian gần đây. Ông tỏ ra rất vui khi mà ông Trump ủng hộ thuốc chích ngừa, nhưng cũng ám chỉ ngôn từ cựu Tổng thống sử dụng để nói về thuốc chích ngừa trước đó, góp phần khiến người Mỹ trở thành do dự và khó thay đổi suy nghĩ trong việc đi chích ngừa. Ông Trump hoàn toàn không ủng hộ thuốc chích ngừa, không khuyến khích người dân chích ngừa, gây ra hậu quả kéo dài đến hiện tại, ông Fauci đã chia sẻ. Ông đã nói là mối quan hệ giữa hai người rất là khó xử bởi vì liên tục xảy ra những cái mâu thuẫn với nhau trong lúc mà đại dịch, khi mà Tổng thống Donald Trump còn tại vị, thưa quý vị. Nhưng mà một điều lạ đối với ông là trong đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Donald Trump đã thông báo rằng mình đã chích mũi thứ ba và lên tiếng ủng hộ thuốc chích ngừa. Và cũng vì vấn đề đó thì có nhiều người đã phản đối cựu Tổng thống Trump. Và ông đã nói là hãy đi chích ngừa. Một số người từng nghe theo mọi lời nói và ủng hộ ông, giờ lại quay lưng với chính ông ấy, ông Fauci đã nói. Tôi rất ngạc nhiên khi biết ông Trump đã bị phản đối ở một số nơi vì lên tiếng ủng hộ chích ngừa. Điều này cho thấy sự chia rẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến xã hội và trở ngại lớn nhất trong việc kiểm soát đại dịch này. Khi phải đối mặt một đại dịch chưa từng có trong lịch sử, đây không phải là lúc chúng ta chia rẽ về mặt chính trị, nó không có nghĩa gì cả. Và ông nói là tiếp tục, hy vọng là ông cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục ủng hộ cho việc thuốc chích ngừa, quý vị. FDA nói rằng xét nghiệm nhanh không chính xác đối với biến thể mới. Cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm của Mỹ FDA đã cho biết bộ xét nghiệm nhanh tại nhà có nhiều rủi ro cho ra kết quả âm tính giả trong trường hợp mà bị nhiễm biến chủng mới, vốn đã đột biến rất nhiều so với các biến thể trước đó. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh mà Mỹ đang phải đối mặt với sự bùng phát những ca nhiễm mà nguyên nhân là do kết quả xét nghiệm nhanh thiếu chính xác. Thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm PCR dù chính xác nhưng mà hơi lâu, và đồng thời nguồn cung cấp bộ xét nghiệm tại nhà đang bị thiếu hụt. FDA cho biết đang hợp tác với Viện Y tế Quốc gia NIH để nghiên cứu hiệu suất của các xét nghiệm tại nhà, còn được gọi là xét nghiệm kháng nguyên, đối với các mẫu bệnh nhân có chứa nguyên bản sống của biến thể mới. Độ nhạy là thước đo khả năng xét nghiệm có thể phát hiện những ca dương tính. FDA cho biết họ vẫn cho phép và hướng dẫn người dân xét nghiệm kháng nguyên hoạt động bằng cách phát hiện protein, đó quý vị. Và chẳng hạn như một số xét nghiệm nhanh thường hướng dẫn người dùng thực hiện hai lần, cách nhau một khoảng thời gian nhất định để mà xác nhận rằng chắc chắn kết quả là âm tính. Nếu một người có kết quả âm tính bằng xét nghiệm nhanh nhưng được cho là có thể nhiễm bệnh do các triệu chứng hoặc là tiếp xúc với người bị nhiễm, họ vẫn được kêu đi xét nghiệm phân tử, gọi là đi xét nghiệm PCR đó quý vị. Cách này sẽ giúp phát hiện cái độ chính xác cao hơn. Cái cách này thì giúp cho những người dù có nhiễm một cái tỷ lệ rất là nhỏ cũng có thể phát hiện được, quý vị. Coi như là họ lo sợ là bởi vì cái xét nghiệm nhanh nó không có phản ứng đối với cái biến thể mới. Cho nên có thể là những người xét nghiệm là âm tính nhưng mà xét nghiệm nhanh cho nên họ vẫn đã bị bệnh rồi. Thì họ nói chắc có lẽ là vì lý do này mà những ca bệnh tăng nhanh quá trong thời gian gần đây, quý vị. Austin Russell, tỷ phú 26 tuổi đã thách thức Elon Musk. Austin Russell là người sáng lập Luminar Technologies, công ty chuyên sản xuất cảm biến LiDAR cho xe tự lái. Elon Musk từng chê bai công nghệ này là ngu ngốc và tốn kém. Austin Russell trở thành tỷ phú ở tuổi 25 vào năm 2020 sau khi công ty Luminar Technologies được niêm yết trên sàn Nasdaq. Thông qua hình thức SPAC, cổ phiếu của Luminar đã tăng gần 28% khi ra mắt và giá trị thị trường của công ty là khoảng 7,8 tỷ đô la. Giá trị tài sản ròng của Russell hiện tại theo Forbes là 1,8 tỷ đô la. LIDAR, viết tắt của Light Detection and Ranging, là công nghệ sử dụng các cảm biến nhằm đo khoảng cách tới vật thể xung quanh. Từ đó thì máy tính của xe tự lái có đủ dữ liệu để mà đưa ra quyết định. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng theo đuổi theo cái kiểu công nghệ này, quý vị. Và năm 2018, thì trong một cuộc trò chuyện với nhà đầu tư, ông Elon Musk đã nhận xét công nghệ cảm biến LiDAR là ngu ngốc, đắt tiền và không cần thiết. Tuy nhiên, thì Russell đưa ra quan điểm trái ngược lại. Russell cho biết là các đối tác thương mại phần lớn là nhà sản xuất xe hơi mà Luminar đang làm việc
sẽ không đồng ý với cái điều mà ông Elon Musk đang nói. Camera gắn phía ngoài và những hệ thống khác đều rất hiệu quả, nhưng với loại xe tự lái, cảm biến LIDAR hiệu suất cao là một trang thiết bị cần thiết, Russell đã trả lời với báo chí. Theo cổng thông tin bất động sản Dirt, Russell được sinh ra trong một gia đình khá giả ở Newport Beach. Cha của Russell làm việc trong ngành bất động sản thương mại và mẹ ông từng là người mẫu kiêm diễn viên. Russell học ngành vật lý tại Đại học Stanford vào năm 17 tuổi. Tại đây anh đã nảy sinh ý tưởng về công nghệ cảm biến xe hơi. Công nghệ này đã trở thành một bước đột phá quan trọng của Luminar Technologies sau này. Và công ty Luminar là một công ty khởi nghiệp phát triển công nghệ phần cứng và phần mềm LIDAR. Công nghệ này sử dụng tia laser để mà phát hiện, đo khoảng cách và tạo bản đồ 3D về môi trường xung quanh cho các loại xe tự lái. Năm 2012, sau khi nhận được học bổng trị giá 100.000 đô la từ Peter, tỷ phú đầu tư công nghệ và là người đồng sáng lập PayPal, Russell đã quyết định bỏ học. Chia sẻ với Forbes, anh chàng trẻ này cho biết là anh cảm thấy gò bó trong môi trường trường học và anh cảm thấy thoải mái để mà phát minh sáng tạo ở môi trường khác bên ngoài. Cảm biến LIDAR của Luminar hiện lên được sử dụng bởi các hãng xe lớn như là Volvo, Toyota, Mobileye của Intel. Ngoài ra thì tỷ phú trẻ Austin Russell còn sở hữu bất động sản rất là đắt đỏ. Theo Dirt thì tỷ phú trẻ gần đây đã mua một dinh thự trị giá 83 triệu đô la ở Los Angeles. Bất động sản này rộng hơn 1.858 m2, bao gồm 6 phòng ngủ và 18 phòng tắm. Bên cạnh đó, dinh thự này còn trang bị máy quét võng mạc ở phòng ngủ, rạp chiếu phim ngoài trời và phòng trưng bày xe hơi. Dirt cũng đưa tin rằng Russell đã mua một loạt các bất động sản khác, một dinh thự rộng 1.207 m2 ở Florida. Căn nhà này nằm cách trụ sở chính của Luminar ở Orlando khoảng 17 cây số. Vậy là anh này giàu hơn Elon Musk rồi. Anh này có nhiều nhà, Elon Musk không có nhà. Đúng rồi. Coi như là anh ông Elon Musk là ông Elon Musk là ổng là như người vô gia cư. Người ta nói ổng như vậy tại ổng có nhà. Ổng bán nhà hết rồi. Mà anh này anh mua cái nhà cũng đắt tiền quá ha. 80 mấy triệu ở Los Angeles. Hôm bữa mình đi xuống Newport Beach mình có gặp anh không nhỉ? Hình như có gặp, có nói chuyện mà chắc không ấn tượng nên quên. Chứ lúc hôm bữa là anh mặc đồ bình thường đi bơi thì sao mình không thấy. Nó giỡn cho vui. Đu dây điện hả bao lâu? Đu dây điện, nhưng mà tại vì cái khu vực lọc gần, rất là gần Newport Beach, chạy chừng khoảng 20 phút là tới rồi quý vị. Thì mình thấy anh này cũng rất là giỏi. 25 tuổi đã là thành lập công ty, 26 tuổi đã thành một tỷ phú trẻ, dù là cái tiền của anh chỉ có một tỷ mấy, chưa tới 2 tỷ, nhưng mà gọi là tỷ phú thôi. Đúng rồi. Quá giỏi. Chắc có lẽ là ông Elon Musk ổng cũng hơi ngán anh này. Thấy đây là một người trẻ có tài thì giống như là muốn dừng bước trước. Giống như là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Coi như là dằn mặt trước đó. Dằn mặt. Ý như là mới vô vậy là chưa có gì đâu. Đừng mày đặt chén trẻ. Thấy không? Nhưng mà biết đâu, cái điều đó để làm động lực cho cái anh trai trẻ này, anh có những cái sáng tạo khác nữa. Đừng chọc tức tôi nha. Mỹ chỉ định đặt phái viên đấu tranh vì quyền phụ nữ ở Afghanistan. Ngày 29 tháng 12, Mỹ chỉ định đặt phái viên bảo vệ quyền phụ nữ Afghanistan nhằm đẩy mạnh những nỗ lực về vấn đề này trong bối cảnh Taliban ngày càng siết chặt hạn chế đối với phụ nữ và trẻ em gái. Bà Rina Amiri, chuyên gia hòa giải người Mỹ, sinh ra tại Afghanistan, từng làm việc tại Bộ Ngoại giao dưới thời của Tổng thống Barack Obama, sẽ đảm nhiệm vai trò đặt phái viên về nhân quyền, quyền phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan. Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng bà Amiri sẽ giải quyết các vấn đề đặc biệt quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Chúng tôi mong muốn hòa bình, ổn định và an ninh cho Afghanistan, nơi tất cả người dân Afghanistan có thể sinh sống và phát triển trong môi trường hòa nhập chính trị, kinh tế và xã hội. Taliban đã áp đặt chính sách hà khắc trong giai đoạn cai trị năm 1996 cho tới năm 2001, bao gồm cả việc cấm phụ nữ làm việc và cấm trẻ em gái đi học. Sau khi mà tiếp quản quyền lực hồi tháng 8 vừa qua đó quý vị, thì Taliban cam kết sẽ khác biệt, nhưng mà nhiều phụ nữ không được trở lại làm việc và trẻ em gái lại bị hạn chế tới trường để mà đi học. Vào ngày 27 tháng 12 thì Taliban nói rằng phụ nữ không nên được phép đi xa khỏi nhà mà không có người nam giới đi cùng.
Trong một tuyên bố trên Twitter, ngay trước khi được bổ nhiệm thì bà Amiri nói rằng: "Tôi không hiểu những người đã khôi phục chế độ Taliban trấn an thế giới thế nào về việc lực lượng này đã thay đổi khi mà họ khôi phục chính sách hà khắc đối với phụ nữ. Những gì họ nói và họ làm nó không đi đôi với nhau. Lúc mà họ vừa mới lên thì họ nói rất là hay, quyền bình đẳng giữa nam và nữ, đủ thứ hết. Nhưng mà càng ngày họ lại càng siết chặt và thấy là cái chính sách họ từ từ dần rồi cũng giống như cái thời gian trước khi mà họ đang ở Afghanistan lúc trước, trước năm 2001 đó quý vị. WHO nhắc nhở các nước cẩn trọng việc giảm thời gian cách ly. Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 29 tháng 12 đã khuyến nghị chính phủ các nước không nên giảm các hạn chế phòng dịch, trong đó có việc giảm thời gian cách ly. Mặc dù các phát bình ban đầu cho thấy biến thể mới có thể khiến người bị bệnh mắc ít nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó. Tiến sĩ Mike Ryan là giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO nhấn mạnh các nước cần cẩn trọng trong việc giảm các biện pháp hạn chế phòng dịch, đồng thời cho rằng ở thời điểm hiện tại không nên có thay đổi lớn trong chiến thuật và chiến lược phòng dịch chỉ dựa trên cơ sở các nghiên cứu ban đầu và sơ bộ về biến chủng mới. Tiến sĩ Ryan chỉ ra rằng ngay cả với những biến thể trước, hầu hết bệnh nhân sẽ ủ bệnh và xuất hiện các triệu chứng hoặc là cho kết quả xét nghiệm dương tính trong 6 ngày đầu. Như vậy, chỉ sau khoảng thời gian này, khả năng dương tính hoặc truyền bệnh mới thấp hơn. Do đó, việc giảm thời gian cách ly với những người bị bệnh là sự đánh đổi giữa việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh với duy trì các hoạt động của nền kinh tế. Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO đưa ra tuyên bố trên sau khi mà Tây Ban Nha thông báo rút ngắn thời gian cách ly đối với những cái ca mắc bệnh từ 10 ngày xuống còn 7 ngày. Trước đó thì Mỹ cũng đã giảm cách ly từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Theo hướng dẫn của WHO về cách ly thì các trường hợp mắc bệnh có triệu chứng cần phải cách ly 10 ngày sau khi biểu hiện triệu chứng và thêm 3 ngày sau khi đã hết triệu chứng. Trong khi các trường hợp không biểu hiện triệu chứng thì cần phải cách ly 10 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Hiện nay thì các nước đều đang cố gắng tìm ra những biện pháp phù hợp để vừa có thể chặn cái đà lây lan của dịch bệnh mà vừa duy trì việc tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt là sau khi những ca bệnh mới trên toàn thế giới đã tăng 11% trong cái tuần vừa qua do biến thể mới, thưa quý vị. WHO mình thấy nhiều khi cũng có cái sự gì nó không có đồng bộ với lại những cái nước xung quanh. Mình nhớ lúc cái hồi mà bắt đầu có bệnh đó, là mình nhìn thấy bên Trung Quốc là người ta thấy là sợ rồi mà WHO cứ chần chừ không có tuyên bố gì là bệnh dịch gì hết. Tới chừng mà phát dữ dội luôn rồi mới bắt đầu tuyên bố là bệnh dịch. Nhiều khi cái sự nghiên cứu của họ dường như là họ lúc nào cũng đi chậm vài nhịp so với thế giới hay sao? Thì bởi vì bên Mỹ nhiều khi họ cũng không có, họ chỉ tin vào những cái y tế của bên Mỹ thôi, cũng như các nước khác cũng tin vào những y tế của nước quốc gia họ thôi. Tại vì WHO đã nhiều lần đi qua bên Trung Quốc để mà kiểm chứng nhiều cái mà mình không thấy kết quả gì hết, mình cũng không mang được lại lợi ích gì hết. Giống như về thuốc chích ngừa cũng vậy. Mình thấy đó, có nhiều thuốc mà WHO chuẩn thuận cho phép rồi mà có nhiều nước người ta đâu có sử dụng, người ta đâu chuẩn thuận đâu. Người mẫu chuyển giới đầu tiên của thế giới, April Ashley, qua đời ở tuổi 86. Người mẫu Anh April Ashley là một trong những người đầu tiên trên thế giới phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 1960, vừa qua đời tại London vào ngày 27 tháng 12, theo Liverpool Echo. Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Liverpool, April Ashley được nhiếp ảnh gia David Bailey chụp ảnh cho tạp chí Vogue của Anh vào năm 1960. Thời điểm đó, việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính của Ashley không được công chúng biết đến, nhưng cô vẫn báo cho các nhiếp ảnh gia và họ không quan tâm. Tất cả họ đều biết về ca phẫu thuật của tôi, họ đều biết tôi là ai. Không ai trong số các nhiếp ảnh gia tiết lộ quá khứ của tôi. Họ muốn tôi có mặt trong bộ ảnh của họ, April Ashley đã nói. Trước khi chuyển giới, April Ashley gia nhập Hải quân Hoàng gia vào năm 1949, nhưng đã giải ngũ sau đó, sau lần mà tự hủy hoại mình.
Sau đó thì cô được đưa đến bệnh viện tâm thần. Sau lần thứ hai cố gắng hại đời mình một lần nữa, đến năm 1955, April Ashley đã chuyển đến Paris và biểu diễn tại hộp đêm Le Carrousel nổi tiếng. Sau khi dành dụm đủ tiền thì cô đã đến Morocco, trở thành bệnh nhân thứ 9 được bác sĩ George Burrow phẫu thuật chuyển đổi giới tính, theo Liverpool Echo. Trong khi sự nghiệp người mẫu và diễn xuất của April Ashley thăng hoa vào những đầu năm 1960, thì cuộc đời của cô đã thay đổi khi một tờ báo lá cải của Anh là The Sunday People công bố chuyển giới vào năm 1961. "Sự nghiệp của tôi đã bị hủy hoại", Ashley nói với Liverpool Echo. Vào năm 1963, Ashley đã kết hôn với một nhà quý tộc Anh, nhưng sau đó đã ly hôn vào năm 69. Cuộc hôn nhân của cô đã bị hủy bỏ vì lý do là Ashley mang giới tính nam khi mà được sinh ra, vì vậy là theo luật á, cuộc hôn nhân này không hợp pháp. Cô tiếp tục kết hôn với một người nữa tên là Jeffrey West vào những năm 1980. April Ashley không được Vương quốc Anh chính thức công nhận là phụ nữ cho đến năm 2005, khi đạo luật công nhận giới tính được thông qua. Sau khi nộp đơn thành công cho Ủy ban công nhận giới tính, Ashley nhận được giấy khai sinh mới, công nhận hợp pháp là nữ. 45 năm 4 tháng sau khi trở thành phụ nữ, tôi mới có được một mảnh giấy để chứng minh thật sự là April Ashley. Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy tự do, bà nói vào năm 2005 sau khi mà nhận được tờ giấy khai sinh này. April Ashley nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu, bao gồm việc bổ nhiệm làm thành viên của đế chế Anh MBE vào năm 2012 cho những nỗ lực tiên phong vì quyền của người chuyển giới, bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Liverpool, bằng tiến sĩ danh dự về văn học của Đại học London. Lận đận quá ha. Ừ, ha, quá cuộc đời của khổ. bà khổ ghê ha. Thì đó, có những người họ họ sanh ra là cái thân xác là nam, nhưng mà họ thật sự họ Tâm không hồn của không họ. thích một chút xíu nào về cái thân xác của mình, và họ cảm thấy rất là đau khổ vì điều đó. Thì những người này là những người đáng để cho chúng ta ủng hộ để mà họ trở thành đúng với lại cái bản năng của họ. Mình không có ép buộc họ được quý vị ơi. Giống như cái một cái cây mà quý vị buộc cái cây cũng phải lòi ra những cái lỗ mà và để sinh sinh sôi nảy nở theo cái chiều hướng của cái cây đó. Thì mình thấy con người cũng vậy thôi. Đó là một cái bản năng Bản bẩm năng. sinh, đó là bẩm sinh, thì mình không chối cãi được. Mình chỉ lo sợ những cái chuyện mà nó không phải là bẩm sinh, mà nó giống như là bị nhập nhằng, làm cho những đứa nhỏ nó không biết là mình là thuộc cái giới tính nào. Mình lo sợ những cái chuyện đó. Đúng rồi. Chứ còn đối với những người mà bẩm sinh như vậy là mình ủng hộ hết mình đó quý vị. Mà thấy đây mình thấy cũng khen, tại vì rất là lâu rồi, 60 mấy năm trước mà họ đã làm một cái người phụ nữ, một người thằng đàn ông thành một người phụ nữ mà mình nhìn không ra. Các mặt báo đều săn lùng bà để mà chụp hình. Bà quá đẹp mà. Bà quá đẹp. Thì Hồng Loan có những người bạn họ cũng đã giải phẫu giới tính đó quý vị. Theo những người bạn chia sẻ đó thì họ nói là làm cái việc đó đó thì sẽ bị tổn thọ từ 10 cho đến 20 năm. Nhưng mà đối với cô này thì mình thấy cô sống 80 Quá mấy tuổi và cô thọ. sống quá thọ. Thì có thể là cái việc này nó không ảnh hưởng đến cái việc giải phẫu của các Đúng bạn. rồi, đúng rồi. Tin Việt Nam, phía Thủy Tiên lên tiếng về ồn ào từ thiện. Vậy là ngân hàng không hề có 320 tỷ như giấc mơ. Vừa đây thì bên trang Facebook của Thủy Tiên vừa có một bài đăng chia sẻ lại nội dung trên VTV và khẳng định ngân hàng không hề có 320 tỷ như giấc mơ, sau khi phía cơ quan chức năng đã thông báo kết quả xác minh liên quan đến việc mà nghệ sĩ làm từ thiện, khiến cho sự lùm xùm liên quan đến kêu gọi việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên nhận được sự quan tâm của công chúng trong suốt thời gian qua. Mới đây thì bên phía cơ quan công an đã thông báo kết quả xác minh liên quan đến việc nghệ sĩ làm từ thiện. Tại một cuộc họp báo, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự cũng thông tin kết quả xác minh liên quan đến nghệ sĩ Thủy Tiên làm từ thiện. Thiếu tướng Nghiêm khẳng định là số tiền vào tài khoản là còn ít hơn so với lượng tiền mà các cá nhân đi ủng hộ đồng bào ở các tỉnh. Và cái này là có xác nhận của hoặc Ủy ban Nhân dân, hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hoặc của cá nhân. Chúng tôi cũng đã tổng hợp và cũng đang trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan và Viện Kiểm sát để xác minh thêm một số nội dung. Thời hạn xác minh thì cũng đến ngày 15 tháng 1 thì cũng là kết thúc.
Như vậy là ông này đã lên tiếng nói là cái số tiền mà cho đi nhiều hơn là số tiền mà được ủng hộ vào trong tài khoản. Đó là lời nói của ông tướng này nói. Nhưng mà họ nói là cần phải có một cái sự điều tra cho rõ ràng hơn nữa. Và cho đến ngày 15 tháng 1 thì mới có kết quả chính thức, thưa quý vị. Thì sau cái thông tin này đó quý vị, thì Thủy Tiên đã viết rằng vậy là ngân hàng không hề có 320 tỷ như giấc mơ. Là bên phía của Thủy Tiên cho hay đó quý vị. Và được biết là trong thời gian vừa qua, cái vụ mà lùm xùm, vụ từ thiện như của Thủy Tiên đó, đã trở thành tâm điểm bàn tán trong cộng đồng mạng đó quý vị. Thì trước đó cô đã công khai toàn bộ số tiền quyên góp được, đồng thời đã khẳng định rằng thời gian tới đây chắc chắn Tiên vẫn tiếp tục thực hiện thiện nguyện, nhưng sẽ không kêu gọi từ cộng đồng nữa, mà chỉ thực hiện với tư cách cá nhân như từ trước đến nay. Đó là điều chắc chắn. Toàn bộ sao kê ngày hôm nay sẽ gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra nhằm lấy lại sự minh bạch cho cả hai vợ chồng. Đồng thời chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc. Bất kể đó là ai, doanh nhân, CEO hay những người có địa vị trong xã hội, Tiên và Vinh tin rằng không có bất cứ một cá nhân và tổ chức nào có thể đứng trên pháp luật. Cả hai vợ chồng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự công tâm, nghiêm khắc và luôn giữ tinh thần thượng tôn pháp luật. Đó là lời của Thủy Tiên đã nói trên cộng đồng mạng đó quý vị. Cũng là một câu mà vừa qua Hồng Loan cũng chia sẻ với quý vị đó, là anh Trung Dân, anh cũng có nói là trong cái cuộc đời này có nhân quả. Mình gieo cái gì mình gặt cái đó. Mình làm điều tốt, mình sẽ lấy là được điều tốt. Còn với những người mà làm những điều xấu, lấy những cái đồng tiền mà không đúng là cho mình, những đồng tiền cho những người nghèo mà mình lấy đi, nếu sự thật có những người như vậy, thì những người đó cũng sẽ phải nhận cái luật nhân quả. Mà đối với những người, thật sự Hồng Loan nói riêng về những người nghệ sĩ, mà nhận cái mà đau đớn nhất là cái sự từ bỏ của khán giả. Người nghệ sĩ thì chỉ mong được khán giả yêu thương, quý vị ha. Và hồi ngày xưa thì người ta nói sẽ nhận nhân quả, nhưng mỗi giờ gặp liền, lẻ lắm. Đúng không? Người ta nói là mới vừa nói cái này đi ra ngoài đường đụng cục đá liền. Còn bây giờ là quả báo nhãn tiền ngay lập tức, quý vị ơi. Rồi, tin chính đã. Giờ tới phần tin phụ. Ông biết ngồi trong cái khung cảnh mà lãng mạn như vậy, ngoài trời mưa gió, trong nhà không có điện, nên kể chuyện vui được không ta? Cũng được. Lân Lộc thấy lãng mạn lắm đó. Xung quanh là đèn cầy. Đèn cầy. Mưa rơi lập đợp, lâu lâu có tiếng sét đánh rầm rầm, hơi giật mình chút xíu. Nhưng mà nghĩ là có quý vị đang ở trước mặt cho nên không có sợ. Không biết quý vị có thấy lãng mạn không? Lãng mạn. Hay là lãng xẹt? Lãng mạn mà rung. Rồi kể đi Lộc ơi. Chuyện mới hả? Mới hả? Rồi mới là hiểu rồi phải không? Tôi bị liệu á, tôi tưởng mới thiệt vợ chồng nữa hả? Ừ. Thì có hai người vợ chồng này, có cặp vợ chồng này đi ăn tối, thì đang giữa cái buổi ăn vậy đó, thì cô vợ đột nhiên nhìn thấy xa xa một gương mặt rất là quen, liền lấy tay đẩy ông chồng một cái, chỉ ông chồng phía đó kia và cô nói: "Này này này anh ơi, anh có nhìn thấy cái người đàn ông mà cầm nguyên một chai rượu đang uống trong góc kia không?" Cái người chồng nói: "Thấy, mà có chuyện gì vậy em?" Cô vợ lắc đầu có vẻ thương cảm lắm. "Ảnh đó, kể từ khi mà chia tay em đó, ngày nào ảnh cũng uống rượu y chang vậy mà 10 năm nay rồi." Anh chồng nhìn, vậy nói: "10 năm? Gì lâu vậy? Ăn mừng 10 năm mà đến giờ vẫn còn ăn mừng." Chia tay rồi mừng quá, ngày nào cũng nhậu hả? Ngày nào cũng nhậu. 10 năm anh ngày nào cũng happy. Gặp anh chứ anh ăn mừng suốt đời. Nhậu suốt đời. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã yêu thương những chương trình của Loan Lộc, và một lần nữa xin lỗi quý vị là vẫn chưa trở về studio. Vào tuần sau thì Loan Lộc sẽ gặp gỡ quý vị ở tại studio của Loan và Lộc nha. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.